Trưa ngày hôm qua, người dân ở xung quanh chung cư Giai Việt trên đường Tạ Quang Bửu, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh nghe một tiếng động lớn phát ra từ tầng hầm. Khi chạy tới thì phát hiện bức tường ngầm của chung cư này ngăn với công trình ở bên cạnh đã bị vỡ, khiến cho hàng trăm mét khối bùn từ trên mặt đất tuôn xối xả, chôn vùi hàng chục xe máy và ô tô ở bên dưới tầng hầm. Sự cố xảy ra vào khoảng 12 giờ trưa tại tầng hầm B2 của chung cư Giai Việt. Nhiều bùn đất từ công trình đang thi công kế bên tràn vào, cuốn trôi và vùi lấp 19 xe máy cùng 2 xe hơi. May mắn là sự cố không gây thương vong về người. Tuy nhiên, lối đi bị bịt kín, nhiều mảng tường khác bị nứt, thấm nước có dấu hiệu sắp vỡ. Đến hơn 15 giờ chiều qua thì ông Nguyễn Quốc Cường, đại diện chủ đầu tư có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo khắc phục sự cố. Ông Cường cho biết là bức tường tương lai sẽ phá bỏ nên chỉ xây dài khoảng 10 cm, công ty sẽ khắc phục sửa chữa và đền bù cho chủ xe, đồng thời kiểm tra các tầng hầm công trình liên kết để không xảy ra sự cố khác. Nguyên nhân sự cố ban đầu được xác định là do đơn vị thi công đóng cọc tạo ra rung chấn khiến bức tường bị vỡ.